Xin chào các anh chị và các bạn, lại là em Hà Anh đây. Hôm nay em sẽ lên cho các anh chị và các bạn siêu phẩm của nhà Toyota là Corolla Altis. Chiếc xe này là phiên bản 1.8e sản xuất 2021, hiện đang được chào bán tại Toyota Sua Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe này có ngoại thất màu đen. Đây là dàn mâm và lốp của chiếc xe. Dàn mâm và lốp còn rất là mới, trong một vết xước ạ. Sau đây em sẽ đi chi tiết cụ thể cho các anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Đây là khoang lái của chiếc xe. Chiếc xe này thì có nội thất ghế da màu kem nguyên bản theo xe, còn rất là mới. Đây là các phím ấn trên tapi cửa này. Tapi cửa còn rất là mới, chưa một vết xước sát ạ. Ghế da. Đây là vô lăng tích hợp 3 chấu cùng với các phím điều khiển. Đây là mặt hồng hồ nhá. Xe này phiên bản 2021, trang bị start tốt, điều khiển thông minh. Màn hình cần số. Các chi tiết ví dụ như nội thất này, tapo, tapi cửa, em sẽ quay rất là chi tiết, chân thật, cụ thể cho các anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Trong quá trình quay ấy, anh chị và các bạn cần nó xem kỹ phần nào thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Đây là các chi tiết như là đinh tán này, keo chỉ của xe này. Chiếc xe này thì keo chỉ vẫn còn nguyên zin ạ. Còn rất là mới, chủ xe đi rất là cẩn thận. Đây là khoang sau ạ. Rất là rộng rãi và thoải mái. Đây là các cơ ốc bản lề đinh tán, vẫn còn nguyên bản theo xe ạ. Toyota Sua Mỹ Đình bán xe cam kết cho anh chị là xe đã được kiểm tra 176 hạng mục của Toyota nhá. Cam kết là xe không tai nạn, không bổ máy, không thủy kích và không phạt nguội. Em sẽ quay rất là cụ thể chi tiết từ cánh cửa một để cho anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Ngoài ra là Toyota còn hỗ trợ mua xe trả góp lên tới 70% giá trị của xe với lãi suất rất là ưu đãi do tài chính Toyota cho vay trực tiếp. Thế nên là các thủ tục của pháp lý mà giải ngân thì rất là nhanh chóng nhá. Ngoài ra thì chiếc xe này thì đã được rút hồ sơ rồi. Thời điểm này thì anh chị mua xe đăng ký có thể lăn bánh được luôn. Em sẽ đi vào khoang máy này để cho các anh chị và các bạn có thể theo dõi chi tiết nhất nhá. Đây là khoang máy của xe. Các chân ốc vẫn còn nguyên bản theo xe ạ. Chân đèn này. Các ống dẫn này, ống nước này, vét nước để làm mát này. Máy này cũng còn nguyên bản theo xe ạ. Đây là các chân ốc nguyên bản theo xe đấy ạ. Chiếc xe Toyota Corolla Altis 1.8e 2021 đang được chào bán tại Toyota Mỹ Đình với giá là 635 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng cho các anh chị liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình nhé. Cảm ơn các anh chị và các bạn quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn tại các video tiếp theo ạ.